Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình là Vinh Nẻ. Thì hôm nay team PSD đấu với đội fan nhá, đá bóng đối kháng nhá mọi người nhá. Các bạn ơi, tới hôm nay sẽ làm trọng tài nha các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ cho hai đội này bốc thăm để xem bên nào nhận sân và bên nào nhận bóng trước nhá. Ok, ra chân. Rồi đây này. Đây là cái để bốc thăm nhá. Rồi. Mời chọn đây. Mày là đội trưởng đó mà mày chọn. Em là đội trưởng, anh cũng cười chứ nhỉ. Ai chọn được Cồn đã đòi tranh đội trưởng rồi các bạn ạ. Cồn đần cũng đòi đội trưởng các bạn ơi. Cồn đần các bạn ơi. Thế tôi sẽ nhận giao bóng trước nhá. Rồi. Rồi, bên này nhận sân. Rồi thế hai đội bên này sẽ cởi trần nhá. Một okay. Bên cởi trần ra để phân biệt nhau dễ nhá. Ok mọi người. Rồi, bây giờ hai đội bắt tay nhau này. Rồi. Bắt chéo mê. Tư nhé mày. Này. Ui ảo rồi. Thôi. Vào. Ba rồi coi đi. 1-0 nhá, riêng về đội BT. Yeah. Một bàn thắng quá nhanh cơ. Các bạn này, tôi chọc khe của anh Côn quá đẳng cấp luôn đúng các bạn. Chọc khe chảy nước, chảy đây nó còn luôn. Ghê thật. Không vào đấy. Rồi, bởi vì bắt này không được bắt bằng tay nên quả đầu tôi nhả cho bên tem bé đi. Rồi tiếp tục là đội học sinh giao bóng các bạn ơi. Vinh nó mạnh, rất là mạnh các bạn ơi. Chuyền đi em ơi. Ok, bên này chạy thế nào sao? Đấy. Hiếu đang thể hiện skin đấy các bạn ơi. Rồi, làm sân này. Ui giời ơi, skin của anh. Ờ các bạn ơi. Bóng hết đường biên nhá. Xuống biên đi. Ui giời. Bên kia chuyển rất lằng nhằng các bạn ơi. Hình như bay em mày không biết đá sao ấy. Nhìn chạy chỗ kém lắm. Chạy chỗ này, chạy vào đây lấy bóng này. Đá biên thuộc về team VD. Giãn ra. Một tình huống không hiểu ý nhau các bạn. Rồi tiếp tục nhá. Rồi bây giờ bên kia bị áp sát hết rồi các bạn ơi. Đang bị pressing mạnh. Liệu có thoát khỏi cái tình huống pressing quá hay các bạn ơi. Một tình huống qua người của Phúc Hồ Côn. Vinh Tiên Lía dứt điểm vào. Đấy các bạn ơi. Một tình huống dứt điểm quá lợi hại của Vinh Tiên Lía nhá. 2-0 các bạn. Mặc dù không có thủ môn nhưng bóng một tí nữa đập vào cột dọc. Rồi các bạn ơi, tỷ số bây giờ là 2-0 nhá. Nếu đá chạm 5 là hết một hiệp nhá các bạn nhá. Tiếp tục là team học sinh lại phải giao bóng các bạn nhá. Bên học sinh đã giãn ra, đã hết ra đường biên ấy. Chuyền về, chuyền về. Rồi. Vinh Tiền Nẻ đã tự đá bóng ở biên nhé các bạn nhé. Team học sinh phải di chuyển vào, di chuyển nhiều vào. Đá đi. Góc. Phần góc thuộc về team học sinh các bạn nhá. Hết rồi. Đá ba người này phải di chuyển nhiều thì người ta mới không kèm được các bạn ạ. Rồi. Rồi tiếp tục. Di chuyển nhiều. Kèm luôn. Đình Hiếu đang cầm bóng gọi là tốt. Bắt bật như thế là tốt đấy. Rồi tốt rồi. Ui con ơi. Chạy bóng đi anh Côn, không chạy bóng các bạn. Quả chân đúng chọc khe đi đấy, có đẹp luôn rồi. Rồi các bạn đây. Các bạn thông cảm nha, mấy thằng này nó có biết đá bóng đâu. Rồi. Đội này mà đá tôi với Công với cả Côn thì bọn này không ngờ chạm được vào bóng thật. Rồi Vinh đang thể hiện skill nhá. Đình Hiếu đỡ bóng bước một rất là kém các bạn ơi. Tốt. Một pha bàn bật quá đẹp thuộc về team học sinh các bạn nhá. Đấy bọn em phải đá như thế em ạ. 2-1 các bạn. Số bây giờ đang là 2-1. Tỷ số hiện tại bây giờ là 2-1 các bạn nhá. Thì chúng tôi sẽ đá chạm 5 sẽ hết một hiệp. Và sau hai hiệp tính tổng số bên nào nhiều điểm hơn bên đấy thắng. Tiếp tục là team PD giao bóng rồi. Đấy mất bóng các bạn ơi. Đình Hiếu qua người. Quá hay các bạn ơi, Hiếu đã trao về. Ui giời. Hiếu Tô Tè là một thằng ngu của team PSD nhá. Chuyển quả quá lỗi các bạn ạ. Rồi tốt. Đấy skin lại góp bên này này. Kìa bắt chặt luôn.
bắt chỉ bắt hai trên thôi, Vinh bỏ ạ. Em ơi. Rồi. Rồi như vậy là ném biên thuộc về team PSD nhá. Đình Hiếu sẽ là người chuyền bóng lên. Rồi. Đình Hiếu quá thủ tề các bạn ơi. Chuyền về đi, chuyền về anh chạy chỗ em ơi. Các bạn này không học quá chất thì tô tề luôn. Thằng em mày đá cá nhân quá. Rồi tốt, dứt điểm. Ui quả chọc khe của Đình Hiếu, quả lên lên được là ăn khẳng. Kìa lên đi, áo xanh lên đi. Rồi, dứt điểm. Hay thế các bạn ơi. Bàn bật quá đẹp. Tôi nghĩ thế này khả năng team PSD thua thật, team Phương Ngữ Côn thua. Thua thế nào luôn. Bên này đá kỹ thuật hơn nhưng mà các em đừng cá nhân. Đá truyền nên là hay đấy. Rồi, bây giờ tiếp tục là team PSD giao team Phương Hữu Côn giao bóng nhá. Tỷ số bây giờ hiện tại bây giờ là 2 đều cơ. Hết biên nhá, bây giờ chúng ta đá biên. Rồi Vinh tiền nẻ rất khỏe các bạn ơi. Truyền về, dán ra đi. Áo xanh phải giãn ra biên ấy. Ba thằng giãn ra. Ở qua đây, kỹ thuật skin qua người của Hiếu rất hay nhá. Kia. Giãn ra. Rồi, ba Đình Hiếu bị một thẻ nhá. Một thẻ nữa là sẽ bị đuổi ra khỏi sân. Rồi, rào dưới tầm mét rưỡi thôi các bạn ơi. Một tình huống dàn phép nó đá phạt như ở trong tranh các bạn, nhưng mà gôn lại bé quá. Nếu như gôn mà to khoảng như cái sân bóng truyền kia là vào ấy các bạn. Tiếp tục là đang team Phương Hữu Côn đang dẫn bóng lên. Mỗi lần các bạn ơi, Hiếu thì là giống như là De Gea, giống như là Harry Maguire các bạn ạ. Mỗi lần truyền cho bóng cho là anh em thoát hết team. Rồi, bàn bẩn quá hay các bạn ơi. Tỷ số hiện tại bây giờ là 3-2, nghiêng về team học sinh nhé các bạn nhá. Bàn bật rất. Tôi lại gánh hai cái thằng Tần này, tôi còng lưng rồi các bạn. Đi lên đi. Chúng tôi sẽ chạm 5 là hết một hiệp đấu các bạn nhá. Bật thắng bên này. Rồi, bàn bật rất đẹp các bạn ơi. Đây. Khả năng tôi nghĩ là kèo hôm nay là đội team Phương Hữu Côn thua. Giãn ra ba thằng kia, giãn ra mỗi thằng góc. Ui giời. Đây, yên rồi. Chạy giãn ra hai biên đi. Rồi, chuyền rất đẹp các bạn ơi. Dứt điểm. Tôi phải gánh hai cái thằng gần đấy các bạn ạ. Hai em này cũng không biết chạy chỗ các bạn. Chạy thoáng ra thì mới chuyền được. Rồi, tiếp tục nhá. Lại lấy được không được. Tôi. Này. Như vậy là 3 đều. Tôi không chuyền thôi, tôi không sọc khe thôi các bạn, tôi sọc khe quả nào đặt anh côn chỉ như một con trống luôn. Ba đều các bạn ơi. Đặt năm trước. Này, vào đi, đừng bỏ thế. Rồi, một skin qua người như thường thấy ở của Phương Âu Côn các bạn nhá. Cứ đá ra biên là không ai tranh được. Lên. Ôi giời. Sao bên đấy? À, tốt quả lên mà chọc khe được quả là tốt đấy. Này em anh ơi. Yeah, quả chọc khe rất là tốt rồi. Tôi bảo anh ơi, tôi phải gánh hai thanh gần này. 4-3 nhá các ơi. Tôi đã bảo rồi nhưng quả nào tôi chọc khe thì thôi, tôi chọc khe thì đi vào huyền thoại luôn các bạn. Bỏ qua lại các đi. Tỷ số hiện tại bây giờ là 4-3. Bắt. Sao nào? Mà skin đấy mà không bắt bài nó trống à. Lên. Vào trực tiếp của Đình Hiếu các bạn ơi. Như vậy là kết thúc set đấu 5-3. Hết một hiệp. Đổi sân, các bạn ơi, thứ nhất là bên mình nhả cho tên BHD để cho có khí thế để đánh trận thứ hai các bạn nhé. Rồi. Vừa nãy là 5-3 nhá. Bây giờ bên nào tính tỷ số nữa nếu mà bên này mà thắng thì sẽ tính tỷ số bàn thắng. Là bây giờ bên thua sẽ nhận bóng nhá. Giao bóng đi em ơi, giao bóng đi.
Rồi chúng ta sang hiệp đấu thứ hai các bạn nhá. Đá đây chỉ chúng tôi chỉ đá 2 hiệp thôi. Và đội nào mà chạm 10 trước là đội đấy sẽ chiến thắng nhá các bạn nhá. Đấy, Vinh skin rất là ngoằng. Nhưng mà cuối cùng lại vẫn qua người đấy, thấy chưa? Ôi. 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 Thằng em này dứt điểm rất giống thằng Hiếu đấy các bạn nhá. Nhìn cái thế chân. Đây các bạn. Mặt thì không giống Hiếu lắm nhưng mà dứt điểm thì khá giống các bạn này. Rồi tiếp tục là đợt được người tấn công. Rồi. Một bàn thắng rất dễ dàng các bạn ơi. Chu. Bạn này. Bên đội tôi này côn đần cũng thể hiện sức cửa gôn thì vào các bạn ạ. Cố 5-2 thắng đấy. Rồi. Đấy, đây luôn. Úi mày đánh hay, đi ra đánh rất hay. Kỹ thuật rất tốt. Hưng chạy sang, mày chạy đâu ấy? Sao ơi? Sao rồi? Về luôn đi. Đấy, các bạn ơi, Vinh của anh là tự mình tự làm tự ăn nhưng mà dứt điểm lại không có thể truyền về các bạn ạ. Kìa, bật sang. Khó lắm, quá chân tôi khó lắm rồi. Ăn may được quả thôi. Thằng em này tàu tẻ thế. Kìa. Lên luôn. Lấy đi Vinh rồi. Đẩy ra, đẩy ra. Bắt rồi. Kìa neo ơi. Vài Vinh, Vinh, Vinh. Vài đi, một đồng ơi. Ai quá, không rồi. Kìa ơi. Kìa. Chạy đá phải giãn người ra, đá cái dí vào sao đá được. Nhờ mà em chưa rút kinh nghiệm nhưng của anh sọc khe. Về đi để cho thuyền nổ. Tốt. Rồi, một bàn thắng rất đồng đội các bạn ạ. Tiếp tục team của Phư Côn giao bóng các bạn nhá. Phư Côn đang thể hiện một số cái skin đấy, thấy chưa? Này, mất, này, đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy, bây giờ lại lên Hiếu skin nhá. Đấy các bạn này. Skin của Hiếu đấy, thấy chưa? Skin của Hiếu rất là hay. Đấy. Nói chung là Hiếu là skin của Hiếu là múa ruồi. Rồi. Đấy. Đấy, Vinh cũng định thể hiện skin nhưng mà nó không. Đấy, em này cũng skin nhỉ. Đấy, thấy chưa? Này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Các bạn có kiểu biết là kiểu ngoáy cám không? Đấy. Đấy, đến Đình Hiếu skin. Tốt. Đấy. Các bạn ơi, quả là giáo. Quả là em kia là cho lấu cháo cho chó. Nhưng mà chó lại không đớp được ở đấy các bạn ạ. Cửa gôn này xuống không vào. Rồi. Rồi. Thế nào? Đặc công các bạn. Đây các bạn ơi, đây là cái vẻ mặt của Hiếu sau khi ghi bàn này. Hai đều. Thì sang hiệp 2 này chúng tôi vẫn chạm 5 và tính tổng điểm của hai hiệp đấu. Hiếu vào đi, hết rồi. Ui, đồng đội nào, vào đi. Nhẹ hết rồi, nhẹ hết. Ba, hướng vào. Ba. Hiếu ơi. Ba. Chạy sang bên kia. Hướng vào. Vào đi. Đấy các bạn ơi. Đây là skin của Côn nhá. Tí kiểu gì cũng đá đang biên này. Đấy. Rồi. Các bạn nói là tôi định xin khe là lấy 30 các bạn hiểu không? Các bạn ơi, đấy là kiểu anh Côn nó thật sự là mà nói ra thì nó toàn diện là không thường tính thì các bạn. Quả tông mình bóng cái đấy thôi. Được. Ờ. Ăn xa luôn này Côn trượt. Ăn xa luôn, không ngờ đâu. Bỏ đi. Tốt. À. Tính ra luôn. Vào. Sang ngang. Tốt. Dứt điểm rất tốt các bạn ơi. 4-2. Lúc quả này là thắng rồi. Anh Côn chả vì đồng đội gì các bạn ơi. Tỷ số hiện tại bây giờ là 4-2 các bạn nhá. Đã mệt sẵn rồi, anh Côn không đồng đội mấy các bạn. Ok. Rồi.
chúng tôi chỉ thả thế này để cho trận đấu hấp dẫn rồi bắt đầu đá. Đây các bạn ơi, đá chắc đi. Đàn lên anh hiểu luôn. Kẹp luôn nào. Đi tiếp. Có vẻ. Hất vào. Ơi, bạn ơi. Vào. Ơi. Có đốc chọc kia rất đẹp con ơi. 3-4 rồi. 3-4 nha các bạn nhá. 3-4. Các chú vẫn nghĩ hòa được. Bắt đầu. Hết. Thế sắc vào. Chưa. Đi. Để tao bên kia đi. Đấy. Ui, ơi. Này. Thua thắng rồi con. Đứng về đi. Về lại. Rồi hay rồi. Yếu rồi. Rồi. Gọi là như vậy là team của Phương Côn đã 2 thẻ vàng nhá. Đập cột dọc rồi các bạn ơi. Chạy lên. Ba. Rồi. Con bên này. Con đây. Dạ em ơi. Dạ này. Nào. Dạ bên này. Qua luôn, ăn ra luôn, ăn ra luôn. Dạ này. Qua luôn. Đây. Chạy kinh hướng. Ăn ra luôn, em ăn ra luôn. Đấy, các bạn kỹ thuật của cô rất là tốt nhá. Cứ đá ra biên là không ai chạy được. Chạy đi. Giãn ra, ban này giãn ra. Đứng kia là giao truyền được. Đùa, có thẻ vàng, cút. Đi đuổi đi. Đuổi ra ngoài đi. Thôi các bạn ơi, như vậy là Vinh bị 2 thẻ vàng, bây giờ bị đuổi ra khỏi sân nhá. Mình cứ đỡ bóng để đưa ra ngoài nhà tôi nhá. Em ơi, trong trận đấu không có chuyện như thế đâu em ơi. Như vậy là bây giờ team của Phương Côn chỉ còn 2 người nhá. Bên kia chỉ còn một bàn nữa là chúng ta sẽ... Kèm em một thằng kèm cô là kèm ấy không qua một khó qua đấy. Phải nhìn. Rồi. Ui. Em mày tham dứt điểm làm gì? Có cơ hội đẹp vẫn dứt điểm. Có quay mình ăn chặt con gì nữa. 3-1 không thắng 2. Thôi đấy em áp sát đấy. Em mày đá giãn ra, không đi gần như thế, nó bắt bài, đá giãn xa ra. Chuyền về giao đen đi. Em mày chuyền về sâu vào. Đánh rồi, lại. Ui. Rồi đá giãn ra em áo xanh giãn ra đi. Đá ra ra, đá sâu xuống. Ô kìa. Rồi, từ. Về. Cứ đá cho bọn nó mệt đi. Tốt. Kìa, từ, bình tĩnh. Ba người kìa. Trời ơi. Các bạn quả bị côn bắt bài, hồi quả xong rồi. Rồi, các bạn ơi, như vậy là kết thúc. Bốn đều kết thúc đó. À, ừ, bây giờ bốn đều. Ông bắt chặt, cứ bắt chặt côn như thế, đúng rồi, cứ bắt thế. Em kia, áp sát luôn, tranh luôn đi. Áo xanh. Rồi. Áo xanh nó có tranh luôn nào, Hiếu nó không cầm được bóng mà. Một thằng bắt chặt côn đi. Cứ bắt chặt như thế là tay em giải. Đấy đúng rồi. Đấy. Rồi đá đi. Quay ơi. Đá đi chặt đi. Con em này. Tay rồi em ơi. Vẫn bắt tay em đang chuyển dặn. Ba bị chuyển dặn rồi kìa. Rồi bắt chặt côn. Một thằng đi bắt đi. Không để họ chạy cho thoát. Tốt. Rồi Hiếu. Rồi về. Tốt rồi. Rồi. Như vậy là kết thúc hiệp đấu thứ hai các bạn nhá. Ok, vậy là kết thúc 2 trận đấu. Thì trận đấu thứ nhất thì bên Tem BHD thắng với tỷ số là 5-3. Rồi. Và trận đấu thứ hai là bên này thắng với tỷ số là 5-4.
thì cộng tổng vào thì bên này vẫn chiến thắng nhá. Yeah. Thì đội tôi là người chiến thắng nhá, đội bên này người thua nhá, thì có gì tôi sẽ kết thúc video tại đây. Thì các bạn nào thấy video thú vị mà hay hãy cho tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký và ủng hộ kênh tôi. Bye bye các bạn, xin chào.